quân đội Ukraine đang tiến hành các cuộc tập trận chống vũ khí hóa học như thế này. Ukraine nói Nga đang tăng cường sử dụng trái phép các chất kiểm soát bạo động trong các cuộc giao tranh ở chiến hào. Một lính bộ binh cho biết một máy bay không người lái đã thả một quả lựu đạn hơi cay xuống chiến hào nơi anh làm nhiệm vụ ở mặt trận phía đông vào tháng 1 vừa rồi. Tôi không bị ảnh hưởng nặng vì tôi đã nhanh chóng đeo mặt nạ phòng độc vào. Nó không gây chết người, nhưng nó làm bạn khó chịu và bất tỉnh. Nó khiến bạn rất khó thực hiện nhiệm vụ của mình một khi bạn đã hít phải hơi cay. Hơn 2 năm kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, các lực lượng Nga đang tiến chậm nhưng chắc chắn ở phía đông. Theo đại tá Sergei Pakhomov, Kiev đã ghi nhận khoảng 900 trường hợp Nga sử dụng chất kiểm soát bạo động trong 6 tháng qua. Con số này cứ mỗi tháng lại tăng lên. Ông là quyền chỉ huy lực lượng phòng thủ nguyên tử, sinh học và hóa học của quân đội Ukraine. Ông nói, 500 binh sĩ cần được chăm sóc y tế sau khi bị phơi nhiễm và ít nhất một người đã chết sau khi ngạt thở vì hơi cay. Ngoài việc mất tinh thần, con người còn mất đi khả năng thể chất, không thể nhìn, không thể thở, mọi thứ đều khó chịu. Đúng, đó chỉ là tạm thời, nhưng đó là thời điểm mà kẻ thù có thể lợi dụng để chiếm lấy vị trí chỗ này, chỗ kia. Công ước quốc tế về vũ khí hóa học cấm sử dụng các chất như hơi cay trên chiến trường. Cả Nga và Ukraine đều là những bên ký kết. Ông Lenny Phillips, nhà nghiên cứu cấp cao về vũ khí hóa học tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia ở Anh, cũng đồng tình với cáo buộc từ Ukraine. Ông cho biết việc sử dụng các chất hơi cay như vậy đã được nhắc đến trên truyền hình Nga và khó có lý do xác đáng để bác bỏ cáo buộc này. Tôi nghĩ rằng ý tưởng ban đầu là các chỉ huy trên chiến thuyền đã tự ý sử dụng hơi cay mà không biết rằng họ đang vi phạm công ước về vũ khí hóa học. Tôi nghĩ ý tưởng đó bây giờ đã không còn nữa. Bộ Quốc phòng Nga không trả lời yêu cầu bình luận. Moscow trước đây cáo buộc lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí hóa học, nhưng Kiev phủ nhận. Hồi cuối năm 2023, chỉ huy lực lượng bảo vệ hạt nhân, hóa học và sinh học thuộc lực lượng vũ trang Nga, Trung tướng Igor Kirillov, cáo buộc rằng kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến nay, quân đội Ukraine đã dùng chất hóa học để đầu độc thực phẩm 17 lần, khiến ít nhất 15 người chết. Hãng tin Reuters cho biết họ chưa thể xác minh độc lập việc sử dụng chất hóa học bị cấm của cả hai bên. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.